Chấn động, thầy Tử Vi báo trước cực chính xác, đúng trong tháng 9 âm lịch 2024, người tuổi Đinh Dậu sinh năm 1957, tổ tiên báo mộng, đến thời đổi đời giàu nhanh chóng mặt, tiền tỷ gửi ngân hàng, giàu sang chạm nóc. Kính thưa quý khán giả và đặc biệt là quý cô bác tuổi Đinh Dậu 1957 thân mến, nhìn lại những tháng đầu năm 2024, có lẽ cô bác đã trải qua không ít sóng gió và thách thức, công việc thì bấp bênh, tài chính khó khăn, những kế hoạch dang dở và đôi khi là những mối lo về sức khỏe. Tất cả những trở ngại này khiến cô bác không khỏi chạnh lòng, thậm chí cảm thấy mệt mỏi khi cuộc sống cứ mãi bấp bênh, vận hạn dường như chưa chịu buông tha. Tuy nhiên, trong tháng 9 âm lịch 2024 này sẽ mang đến những cơ hội hiếm có mà nếu biết cách nắm bắt, cô bác hoàn toàn có thể tránh khỏi vận hạn và còn có cơ hội đổi đời nhanh. Vậy điều gì đang chờ đợi cô bác ở phía trước? Những may mắn nào đang âm thầm tới gần mà có thể cô bác chưa nhận ra? Hãy theo dõi kỹ để khám phá những điều tuyệt vời đang đợi cô bác ngay sau đây. Tuổi Đinh Dậu sinh 1957 cầm tinh con gà, đứng thứ 10 trong số 12 con giáp, hay còn gọi là độc lập chi ngưu, tức là gà độc thân, ngũ hành sơn hạ quả. Mệnh quả, tức lửa dưới núi, cung phi đoài, tướng xương con gà, tướng tinh con khỉ, nam cung đoài kim tây tứ mệnh, nữ cung cấn thổ tây tứ mệnh. Người tuổi Đinh Dậu sinh 1957 mang đầy đủ tính cách của thiên can đinh. Người thiên can đinh là âm quả, tính chất của họ đều là những người có tính cách ngoài lạnh, trong nóng, nhu trung, hữu cương. Khi nhìn bề ngoài, mọi người thường đánh giá họ có tính cách trầm tĩnh, mềm dẻo, nhưng bên trong người họ lại có một mặt tính cách sôi nổi và cứng rắn, trái ngược với những gì họ thể hiện ra bên ngoài. Đặc biệt, họ tế nhị nhưng hay đa nghi và lặng lẽ quan sát mọi người. Trong đầu họ có nhiều tâm tư, tính toán và hay suy tính lung tung. Đinh Dậu là người sắc sảo, hóm hỉnh, tài năng và quyết đoán. Họ thích phiêu lưu và không ngừng tìm kiếm những miền đất mới để thám hiểm và thử thách chính mình. Thường thì họ sẽ thành công nhờ trí thông minh và sự hợp lý. Người tuổi Đinh Dậu ít khó tính hơn, họ sẽ không cân nhắc quá kỹ các chi tiết mà tập trung vào toàn cảnh. Tất cả trong công việc lẫn trong quan hệ, điều này giúp họ ít bỏ lỡ các cơ hội quan trọng trong cuộc đời hơn. Đa số Đinh Dậu gặt hái được nhiều thành công nhờ sự thông minh của mình. Tính cách kín đáo và sự kỳ vọng quá cao ở những người khác khiến Đinh Dậu không thích giao du với quá nhiều loại người. Hành quả mang lại tính chủ động và sự nhiệt tình, giúp Đinh Dậu cởi mở hơn, giao tiếp rộng rãi hơn. Họ có thể hòa đồng với nhiều loại người hơn so với các tuổi Dậu còn lại. Tuy tuổi Dậu mang trong mình tính cách kín đáo, không thích giao du với nhiều loại người, nhưng mà hành quả lại mang tới cho họ sự nhiệt tình và chủ động, giúp cho Đinh Dậu có thể cởi mở hơn. Bên cạnh đó thì hành quả cũng ảnh hưởng không nhỏ tới tác phong của Đinh Dậu. Cụ thể là họ khá chú ý tới phong cách của mình và coi vẻ ngoài là tài sản quý giá cần phải chăm chút thường xuyên. Đinh Dậu thuộc mẫu người rất tự tin, họ thường không chủ động trong đời sống tình cảm mà luôn chờ người khác theo đuổi. Nhìn bề ngoài, họ dường như không hề lo lắng đến việc họ có hay không có một tình yêu chân thành. Tất cả mọi chuyện đến với họ có phải là giả tạo hay không? Thế nhưng trong thâm tâm, họ vừa là những người theo chủ nghĩa lãng mạn, lại cũng vừa là những người theo chủ nghĩa lý tưởng. Họ luôn tin tưởng rằng mình sẽ có được một tình yêu lâu bền. Đinh Dậu tinh tế một cách tự nhiên và hết sức cuốn hút trong phong cách. Họ chú ý tới hình thức của mình nhiều hơn tất cả các tuổi Dậu còn lại. Họ có vẻ ngoài là tài sản quý và dành nhiều thời gian để chăm chút cho nó. Đinh Dậu tự hào về cách ăn mặc có phần bóng bẩy và đặc biệt chú ý giữ gìn hình ảnh của mình trong mắt công chúng. Sự tinh thông cũng như thái độ tự tin của Đinh Dậu là vấn đề không thể bàn cãi. Tuy nhiên, họ tự tin quá mức, đôi khi sự độc đoán và thiếu tế nhị của tuổi Đinh Dậu có thể gây tổn thương cho bạn bè và đồng nghiệp. Do ý thức rất rõ về tài năng và trí thông minh của mình, họ đương nhiên cho rằng cách nhìn của mình luôn là tốt nhất và tất cả mọi người nên theo gương họ. Đinh Dậu nói chung là có tư duy, sự trung thực và năng lực làm việc hết mình là những điều quan trọng hơn cả. Họ thường không bằng lòng với những người không có đủ các phẩm chất nói trên. Tuy nhiên, với Đinh Dậu thì mọi chuyện lại hơi khác. Nhờ khả năng nhìn nhận sự việc từ nhiều góc cạnh khác nhau, có thể bỏ qua sự khác biệt nhỏ trong khả năng của mỗi người, trong khi vẫn giữ được mục tiêu cao cho riêng mình. Phẩm chất này cộng với sức sáng tạo, tài năng và lòng can đảm giúp Đinh Dậu trở thành những nhà lãnh đạo xuất sắc. Họ tạo niềm cảm hứng cho những người khác thông qua tính tổ chức và đạo đức trong công việc. Bằng đôi mắt tinh anh, họ biết cách phát hiện những yếu tố,
giúp kéo mọi người lại gần nhau hơn. Đinh Dậu có đặc trưng trong tính cách là nhiệt tình, linh hoạt, sáng suốt, tháo giác nhưng sốc nổi và khó kiềm chế cảm xúc, nhanh nổi nóng, không giỏi che giấu nội tâm, thẳng thắn, bộc trực. Đinh Dậu có khả năng truyền cảm hứng và kỹ năng lãnh đạo khá tốt, nhờ khả năng nhìn nhận sự việc từ góc cạnh khác nhau. Đinh Dậu có thể bỏ qua sự khác biệt nhỏ trong khả năng của mỗi người, trong khi vẫn giữ mục tiêu cao cho riêng mình. Phẩm chất này cộng với sức sáng tạo, tài năng và lòng can đảm giúp Đinh Dậu trở thành những nhà lãnh đạo xuất sắc. Họ tạo niềm cảm hứng cho những người khác thông qua tính tổ chức và đạo đức trong công việc. Bằng đôi mắt tinh anh, họ biết cách phát hiện những yếu tố giúp kéo mọi người lại gần nhau hơn. Điều đáng khâm phục ở người tuổi Đinh Dậu là luôn phấn đấu hết mình để vươn lên những đỉnh cao trong sự nghiệp. Họ dũng cảm, ưa thử thách, vì vậy rất thích hợp để theo đuổi những công việc áp lực cao. Nếu là nhân viên, với khả năng làm việc độc lập của mình, họ có thể đạt được thành tích cao trong công việc. Họ yêu nghề, tự giác và có trách nhiệm cao. Chính vì vậy, cấp trên luôn hài lòng về kết quả mà họ đạt được và ghi nhận những đóng góp của họ. Những người tuổi Đinh Dậu có khả năng thích ứng rất tốt. Họ có thể sống ở bất cứ đâu, trong bất cứ hoàn cảnh nào. Chính vì lý do này mà những người này không hề sợ thay đổi, và thậm chí họ muốn có sự thay đổi, bởi vì đó là lúc họ thấy rõ điểm mạnh của bản thân khi thích ứng với hoàn cảnh. Với tính cách tuổi Đinh Dậu ưa khám phá, họ cũng thích mạo hiểm, thích đi lang thang, thích di chuyển đi đây, đi đó. Họ ghét cãi giả, không thích sự bất hòa. Mỗi khi điều đó xảy ra, họ lặng lẽ bỏ đi, cho dù đó là một cuộc cãi giả có ích, có tính xây dựng đi chăng nữa. Trong mắt mọi người, hành động này được xem là trốn tránh vấn đề. Nhược điểm không nhỏ của những người này là họ nghi ngờ về khả năng làm vừa lòng người khác của mình. Họ không chắc chắn về việc mình có quyến rũ không, vẻ ngoài của mình có được đẹp không, sự tự tin mình thể hiện như vậy có ổn không. Thế nhưng, họ không bao giờ muốn bộc lộ nỗi lo sợ này ra ngoài. Người tuổi Đinh Dậu luôn tỏ ra rằng mình đầy kiêu hãnh, tự tin rằng mình hoàn hảo. Đó là lý do nhiều người nhận thấy họ quá kiêu căng. Nếu họ điều chỉnh tính cách này càng sớm càng tốt thì cơ hội thành công đến với họ cũng dễ dàng hơn. Luận giải tử vi thấy rằng, tuổi Đinh Dậu có cuộc sống tiền vận và trung vận không được thuận lợi, chỉ khi bước sang hậu vận thì mới được hưởng sang giàu, quyền quý. Khi tuổi còn trẻ, cuộc sống gặp nhiều trắc trở, đến khi bước vào trung vận, sự nghiệp mới được vẹn toàn, công danh của Đinh Dậu có lên cao, có tạo được nhiều tên tuổi cho đời. Tuy nhiên, luôn luôn phải cẩn thận vì số luôn bị phản bội. Sự nghiệp được vững chắc vào tuổi 40 trở đi, tiền bạc có nhiều tốt đẹp, tạo được sự sống cao sang, quyền quý. Quý khán giả thân mến, sau đây sẽ là tổng quan vận trình tử vi tháng 9 âm lịch 2024 của tuổi Đinh Dậu sinh 1957 trong tháng 9 âm lịch này. Người tuổi Đinh Dậu nhìn chung có một tháng tương đối bình ổn. Đối với những cô bác còn tiếp tục công việc thì tháng này có thể xem là thời gian yên ả, không có biến cố lớn. Mọi việc nếu duy trì theo lối cũ, làm việc cẩn trọng thì sẽ ít gặp phải khó khăn, trở ngại hay đáng lo ngại gì cả. Tuy nhiên, cũng cần nhấn mạnh rằng tháng này không phải là giai đoạn có những bước tiến vượt bậc trong công việc. Với người đã nghỉ hưu, cuộc sống trong tháng 9 âm lịch này khá nhẹ nhàng, mọi thứ diễn ra như thường lệ, không có điều gì khiến cô bác phải lo âu. Những hoạt động thường nhật hay sinh hoạt cá nhân và giao tiếp xã hội đều diễn ra thuận lợi, giúp cô bác duy trì được sự ổn định. Nguyệt lệnh lâm mộ cho thấy, dù trong công việc hay cuộc sống hàng ngày, cô bác tuổi Đinh Dậu vẫn có khả năng đối diện với những thay đổi tiềm ẩn. Tuy chưa đoán hung hay cát, nhưng nếu cô bác tập trung và nghiêm túc trong mọi việc, thì tương lai sẽ dễ dàng hơn đối với những cô bác còn tham gia vào công việc. Tháng này cũng mang đến tín hiệu về cơ hội tốt từ những mối quan hệ xã giao, đòi hỏi sự chủ động hơn trong việc tìm kiếm cơ hội phát triển. Về tài vận trong tháng 9 âm lịch này, tài chính của cô bác vẫn ổn định, nhất là với những người đã có thu nhập đều đặn từ công việc hoặc các nguồn khác như lương hưu. Nhờ khả năng kiểm soát tài chính tốt, việc chi tiêu cũng không bị áp lực nhiều. Tuy nhiên, tháng này chưa phải thời điểm thích hợp để đầu tư, cô bác cần cẩn trọng tránh rơi vào bẫy lừa đảo. Về mặt tình cảm trong tháng 9 âm lịch này, do tuổi tác đã chín chắn nên cô bác không còn quá đặt nặng vấn đề tình cảm đôi lứa. Thay vào đó là mối quan hệ gia đình, con cái có thể là trọng tâm trong cuộc sống. Cô bác nên dành thời gian chăm sóc và xây dựng sự gắn kết với người thân, tránh những xung đột không đáng có. Đây là thời điểm để kiên nhẫn và tìm cách cân bằng cảm xúc trong mối quan hệ gia đình.
Về sức khỏe của cô bác trong tháng 9 âm lịch này nhìn chung ổn định, nhiều thói quen sinh hoạt điều độ và việc nghỉ ngơi hợp lý. Tuy nhiên, cô bác cũng cần chú ý nhiều hơn đến sức khỏe tinh thần. Tránh những căng thẳng lo âu kéo dài, giữ tâm lý tích cực và vui tươi sẽ giúp cuộc sống trở nên nhẹ nhàng hơn, đồng thời giúp cô bác có thêm năng lượng để đối diện với mọi vấn đề. Quý khán giả thân mến, và tiếp theo chương trình ngày hôm nay, ngay sau đây sẽ là phần luận giải vận trình tử vi chi tiết trên từ phương diện cuộc sống của tuổi Đinh Dậu sinh 1957 trong tháng 9 âm lịch 2024. Xét về phương diện công danh sự nghiệp của tuổi Đinh Dậu sinh 1957 trong tháng 9 âm lịch 2024. Theo tử vi tháng 9 âm lịch cho thấy, vận trình sự nghiệp của người tuổi Đinh Dậu trong tháng này không có nhiều biến động đáng kể. Ở độ tuổi này thì đa phần cô bác đã nghỉ hưu, nhưng với một số người còn đang tham gia công việc, tình hình sự nghiệp cũng diễn ra ổn định, không có biến cố lớn. Thời điểm này, cô bác có thể chưa đặt ra nhiều mục tiêu rõ ràng hoặc không còn tinh thần làm việc quyết liệt như trước, dẫn đến một chút ảm đạm và thiếu động lực. Với những cô bác đã nghỉ hưu, việc thiếu thách thức không phải là vấn đề lớn, bởi cuộc sống hiện tại thiên về sự thư thái, nghỉ ngơi. Tuy nhiên, với những người còn làm việc, việc giữ lối làm việc cũ mà không tìm kiếm sự thay đổi có thể dẫn đến tình trạng thụt lùi so với đồng nghiệp trẻ tuổi. Trong công việc, nếu cô bác vẫn có dự định hoặc mục tiêu tiếp tục thì cần chú trọng đốc thúc bản thân, tránh rơi vào sự trì trệ. Đây sẽ là thời điểm quan trọng để xây dựng nền tảng cho những thành công sau này, và cô bác nên tận dụng cơ hội này. Nguyệt lệnh lâm đất mộ trong tháng 9 âm lịch này báo hiệu sự nghiệp của cô bác có thể tiềm ẩn nhiều ẩn số, dù vẫn có cơ hội, nhưng việc hung hay cát vẫn chưa thể khẳng định chắc chắn. Điều quan trọng là cô bác cần tập trung và nỗ lực một cách nghiêm túc. Đối với những ai còn làm việc, nếu bền bỉ thì con đường phía trước sẽ trở nên dễ dàng hơn, đặc biệt trong việc hoàn thiện những công việc còn dang dở. Tại nơi làm việc, cô bác tuổi Đinh Dậu nên duy trì mối quan hệ hòa hảo với đồng nghiệp và cấp trên. Những tranh chấp, xung đột nhỏ nhặt nên tránh để giữ sự ổn định và yên bình trong môi trường làm việc. Đặc biệt, cô bác nên thường xuyên trao đổi và lắng nghe ý kiến của người khác, nhất là khi công việc yêu cầu sự hợp tác và hỗ trợ. Dù ở tuổi này, cô bác cũng đã tích lũy được nhiều kinh nghiệm, nhưng sự tiếp thu ý kiến từ những người trẻ hơn vẫn mang lại góc nhìn mới mẻ và khách quan. Ngoài ra, với sự xuất hiện của sao Dịch Mã trong tháng 9 âm lịch này, những cô bác còn làm việc có thể sẽ đối diện với cơ hội phát triển. Nhờ những chuyển công tác xa hoặc tham gia vào các khóa bồi dưỡng nghiệp vụ, học tập và trao đổi kinh nghiệm, đây là cơ hội tốt để nâng cao chuyên môn và mở rộng tầm nhìn. Nhưng cô bác cần chủ động hơn trong việc tìm kiếm và nắm bắt lợi thế này. Tuy nhiên cũng cần lưu ý rằng, trong môi trường làm việc hay trong cuộc sống hàng ngày, cô bác Đinh Dậu thường rất điềm tĩnh và chắc chắn. Nhưng đôi khi vì tác động của hoàn cảnh bên ngoài, đặc biệt là những lời đàm tiếu từ tiểu nhân, cô bác có thể gặp áp lực lớn. Điều này có thể khiến cô bác cảm thấy thiếu sáng suốt, dễ bị cảm xúc lấn át dẫn đến những quyết định vội vàng, thiếu cân nhắc. Tháng này, khi vận khí có dấu hiệu suy giảm, tốt nhất là cô bác nên duy trì sự ổn định và tập trung làm tốt những việc đã quen thuộc. Không nên ôm đồm quá nhiều trách nhiệm cùng một lúc, việc giữ cho mọi thứ diễn ra theo trật tự cũ ổn định là chìa khóa giúp cô bác vượt qua thời điểm này một cách an toàn và bình an. Xét về phương diện tài lộc của tuổi Đinh Dậu sinh 1957 trong tháng 9 âm lịch 2024. Xem tử vi tháng 9 âm lịch của tuổi Đinh Dậu cho thấy, phương diện tài chính có nhiều dấu hiệu khả quan. Ở độ tuổi này thì đa phần cô bác đã về hưu, nên nguồn thu nhập chủ yếu đến từ lương hưu, tiền tích lũy và đôi khi từ những khoản thu phụ bên ngoài. Dưới sự che chở của thực thần nên tài vận của cô bác trong tháng này có phần ổn định hơn và có những điểm sáng rõ rệt. Đối với những cô bác còn tiếp tục công tác hoặc tham gia các dự án nhỏ, nguồn thu nhập từ công việc chính vẫn duy trì đều đặn, mức lương có thể không tăng nhưng cũng không giảm. Điều này giúp duy trì sự an tâm trong cuộc sống hàng ngày. Nếu cô bác đã nghỉ hưu nhưng vẫn tham gia một số công việc tư vấn quản lý nhẹ nhàng, thì kết quả công việc sẽ phản ánh rõ ràng vào nguồn thu nhập. Nếu làm việc chăm chỉ và cống hiến, thì chắc chắn sẽ có phần thưởng xứng đáng, và ngược lại, nếu cô bác làm việc chỉ ở mức duy trì thì kết quả nhận về sẽ không có sự đột phá nào đáng kể. Với những cô bác Đinh Dậu còn tham gia kinh doanh hoặc đầu tư, thì tháng này cho thấy tình hình buôn bán nhìn chung khả quan.
Dù tài lộc có lúc không ổn định nhưng không ảnh hưởng quá nhiều đến tổng thể thu nhập, các hoạt động kinh doanh vẫn suôn sẻ, lợi nhuận thu về khá ổn định. Tuy nhiên, thời điểm này chưa phải là lúc thích hợp cho những khoản đầu tư mạo hiểm. Việc đầu tư cần được cân nhắc kỹ lưỡng, tránh bị cuốn vào những cơ hội mang tính rủi ro cao. Ngoài ra, trong tháng này, cô bác tuổi Đinh Dậu có thể nhận được sự giúp đỡ hoặc hỗ trợ tài chính từ những nguồn không ngờ tới. Điều này có thể xuất phát từ các dự án bất ngờ hoặc các khoản tiền thưởng không nằm trong kế hoạch. Sự xuất hiện của những cơ hội bổ sung này có thể giúp gia tăng thu nhập một cách đáng kể. Dù không phải là nguồn thu thường xuyên và đặc biệt, cô bác vốn có kinh nghiệm sống và luôn biết cách kiểm soát tài chính một cách khéo léo, nên việc chi tiêu trong tháng vẫn thoải mái, không gặp phải khó khăn đáng kể. Những khoản chi tiêu hàng ngày được duy trì ở mức hợp lý nhờ vào khả năng quản lý tiền bạc cẩn trọng. Dù thu nhập không lớn, nhưng với sự tinh tế trong việc chi tiêu, cô bác vẫn cảm thấy an tâm về mặt tài chính và không hề cảm thấy eo hẹp. Tháng 9 âm lịch này mang đến cho cô bác tuổi Đinh Dậu những cơ hội nhỏ nhưng ý nghĩa, giúp cuộc sống tài chính ổn định thoải mái. Cô bác không phải lo lắng nhiều về chuyện tiền bạc. Xét về phương diện tình cảm, gia đình và các mối quan hệ của tuổi Đinh Dậu sinh 1957, trong tháng 9 âm lịch 2024. Căn cứ tử vi tháng 9 âm lịch của tuổi Đinh Dậu cho thấy, vận trình tình duyên trong tháng này không có nhiều thay đổi rõ rệt. Ở độ tuổi này, đa số cô bác đã lập gia đình từ lâu hoặc đã có nhiều năm bên người bạn đời. Do đó, phương diện tình cảm không còn quá sôi nổi như thời còn trẻ, mà thay vào đó là sự bình lặng và gắn bó lâu dài. Trong tháng 9 âm lịch này, vận tình cảm của cô bác được dự báo diễn ra bình ổn, không có nhiều tiến triển mới mẻ và cũng không gặp những trở ngại lớn. Với những cô bác đã nghỉ hưu, điều quan trọng là giữ gìn sự hòa thuận và yên ấm trong gia đình. Đôi khi do áp lực tuổi tác và sức khỏe hay những vấn đề nhỏ nhặt có thể dễ dàng trở thành nguyên nhân gây ra xích mích giữa vợ chồng. Để tránh những mâu thuẫn không cần thiết, cô bác nên duy trì thói quen trò chuyện và chia sẻ những suy nghĩ cảm xúc với người bạn đời. Sự cảm thông và lắng nghe lẫn nhau là chìa khóa giúp gia đình duy trì không khí êm ấm nếu có những xích mích xảy ra giữa vợ chồng. Đây cũng là lúc cô bác cần kiên nhẫn và thấu hiểu hơn. Việc đồng hành bên nhau trong một khoảng thời gian dài đôi khi khiến ta quên đi giá trị của sự kiên nhẫn và nhẹ nhàng trong giao tiếp. Hãy nhớ rằng, sự chân thành và thấu hiểu sẽ là nền tảng để giữ cho mối quan hệ luôn vững chắc. Đối với những cô bác có con cái đã trưởng thành, thì lúc này sự quan tâm không chỉ dành cho người bạn đời mà còn cần hướng tới việc duy trì mối quan hệ gắn kết với con cháu. Việc giáo dục và hướng dẫn con cháu cách sống đúng mực sẽ tạo nên một môi trường gia đình đầm ấm và hài hòa là điều vô cùng cần thiết. Hãy dành thời gian cùng con cháu xây dựng những kỷ niệm chung là cách tốt để thắt chặt tình cảm gia đình, giúp cô bác tuổi Đinh Dậu cảm thấy cuộc sống trọn vẹn và ý nghĩa hơn. Với những cô bác còn độc thân, dù cơ hội gặp gỡ người khác giới vẫn có thể xuất hiện, nhưng đa phần ở độ tuổi này, việc tìm kiếm một mối quan hệ mới có thể không còn là ưu tiên hàng đầu. Nếu có những mối quan hệ mới xuất hiện, cô bác cũng nên để mọi thứ diễn ra tự nhiên, không nên kỳ vọng quá nhiều, tránh việc cảm thấy thất vọng hay mệt mỏi. Nhìn chung, trong tháng 9 âm lịch sẽ mang đến sự bình ổn trong chuyện tình cảm của người tuổi Đinh Dậu. Điều quan trọng là giữ gìn và vun vén những mối quan hệ hiện tại để cuộc sống gia đình luôn hạnh phúc viên mãn. Xét về phương diện sức khỏe của tuổi Đinh Dậu sinh 1957, trong tháng 9 âm lịch 2024. Tình hình sức khỏe của cô bác tuổi Đinh Dậu trong tháng 9 âm lịch này nhìn chung vẫn khá ổn định và không có gì đáng lo ngại. Ở độ tuổi này, sức khỏe thường là mối bận tâm lớn, nhưng nhờ vào việc duy trì lối sống lành mạnh và nghỉ ngơi điều độ, thì hầu hết cô bác đều có nền tảng thể chất khá tốt. Tuy nhiên, những dấu hiệu nhỏ của thời tiết thay đổi thất thường có thể gây ra các triệu chứng cảm mạo, ho nhẹ hoặc đau nhức xương khớp. Đây là những vấn đề sức khỏe thường gặp ở tuổi già, nhưng nếu được chăm sóc đúng cách và kịp thời, thì cô bác không cần phải lo lắng quá nhiều. Với những cô bác đã bước vào giai đoạn nghỉ hưu, việc duy trì thói quen sinh hoạt điều độ là yếu tố quan trọng để giữ gìn sức khỏe. Những hoạt động như đi bộ, tập dưỡng sinh hay yoga nhẹ nhàng là những cách tuyệt vời giúp cơ thể luôn dẻo dai và tăng cường hệ miễn dịch. Đồng thời, chế độ ăn uống cân bằng dầu chất xơ, vitamin và khoáng chất cũng đóng vai trò quan trọng trong việc bảo vệ sức khỏe. Tránh các loại thực phẩm nhiều dầu mỡ hoặc quá nhiều đường, muối để giảm nguy cơ mắc các bệnh liên quan đến huyết áp,
tim mạch, bệnh ngoài da. Cô bác cũng nên chú ý đến an toàn trong sinh hoạt hàng ngày, việc di chuyển, đặc biệt là khi tham gia giao thông cần được thực hiện cẩn thận, tránh những tai nạn không đáng có. Thêm vào đó, cần đề phòng nguy cơ từ các tai nạn gia đình như hỏa hoạn hoặc trơn trượt khi đi lại trong nhà, đặc biệt là khi thời tiết ẩm ướt. Về mặt sức khỏe tinh thần, cô bác tuổi Đinh Dậu cũng cần chú trọng không kém. Ở tuổi này, bên cạnh việc chăm sóc sức khỏe thể chất, thì việc giữ tinh thần luôn vui vẻ, lạc quan là rất quan trọng. Những cảm xúc tiêu cực như lo lắng, căng thẳng có thể tác động không nhỏ đến sức khỏe tổng thể. Do đó, hãy dành thời gian cho những hoạt động giúp giải tỏa tinh thần như đọc sách, trò chuyện cùng bạn bè, tham gia các câu lạc bộ dành cho người cao tuổi hoặc dành thời gian chăm sóc cây cảnh, thú cưng. Sự gắn bó với con cháu và gia đình cũng đóng vai trò lớn trong việc tạo ra niềm vui sống. Thường xuyên gặp gỡ, trò chuyện cùng con cháu, chia sẻ niềm vui gia đình là cách hiệu quả để duy trì trạng thái tinh thần lạc quan, yêu đời. Ở độ tuổi này, cô bác càng cần phải sống vui, sống khỏe, vì niềm vui chính là chìa khóa giúp sức khỏe ngày càng tốt hơn. Hãy nhớ rằng, một tinh thần thoải mái, an lành sẽ góp phần không nhỏ trong việc kéo dài tuổi thọ và nâng cao chất lượng cuộc sống. Quý khán giả thân mến, và tiếp theo sau đây sẽ là những ngày may mắn trong tháng 9 âm lịch 2024 cho tuổi Đinh Dậu sinh 1957. Ngày mùng 2 tháng 9 âm lịch. Trong ngày này, nếu bản mệnh giữ được tính kỷ luật cao, vận may sẽ mỉm cười với bạn, đồng thời bạn cũng đạt được những mục tiêu mà mình đã đề ra một cách dễ dàng. Ngày mùng 05 tháng 9 âm lịch. Ngày này, sự nghiệp của tuổi Đinh Dậu tiến triển tốt đến mức mà chính bạn cũng không thể ngờ tới. Bạn cũng có thêm nhiều cơ hội để học hỏi và khám phá thêm những lĩnh vực mới mẻ mà bạn đã yêu thích từ trước. Ngày mùng 6 tháng 9 âm lịch. Trong ngày này, tài chính của bản mệnh sẽ rất tốt, có thể sẽ có thêm từ thu nhập bên ngoài. Tuy nhiên, hãy chú ý đến sức khỏe của mình hơn vì bạn sẽ cảm thấy không khỏe hoặc mệt mỏi thường xuyên. Ngày 12 tháng 9 âm lịch. Trong ngày này, công việc của bạn sẽ rất bận rộn nhưng bạn biết cách để đảm bảo chất lượng công việc của mình. Hiệu suất ổn định là một trong những ấn tượng tốt của mọi người khi nghĩ tới bạn. Ngày 13 tháng 9 âm lịch. Trong ngày này, nguồn năng lượng của bạn đã lan tỏa sự tích cực đến mọi người xung quanh, đặc biệt là trong công việc. Bạn được nhiều người yêu quý và công việc cũng vì thế mà trở nên suôn sẻ hơn. Ngày 18 tháng 9 âm lịch. Trong ngày này, bạn sẽ có những mối quan hệ mới và phần trăm rất cao. Đó đều là những người giúp bạn có sự thuận lợi hơn về mặt kinh doanh hoặc hỗ trợ bạn rất nhiều trong công việc. Ngày 21 tháng 9 âm lịch. Trong ngày này, bản mệnh biết cách phối hợp ăn ý với đồng đội, cấp trên, đối tác làm ăn nên đạt được kết quả vượt mong đợi. Bạn sẽ có cảm giác đạt được mục tiêu của mình một cách suôn sẻ và trút bỏ được gánh nặng trên vai. Ngày 22 tháng 9 âm lịch. Trong ngày này, tinh thần của chồng sau này khá thoải mái và hứng khởi hơn rất nhiều khi bắt tay vào công việc. Nếu biết nắm bắt cơ hội thì thành công chắc chắn sẽ đến với bạn sớm thôi. Ngày 23 tháng 9 âm lịch. Trong ngày này, vận trình của bạn có nhiều khởi sắc rất đáng mong chờ, vận may tài chính rất mạnh. Bạn tìm được cơ hội làm ăn đáng tin cậy, chỉ cần bạn dám hành động thì sẽ có cơ hội thu tiền về đầy túi. Ngày 26 tháng 9 âm lịch. Trong ngày này, năng lượng làm việc vô cùng nổi bật, hiệu quả công việc được cải thiện đáng kể. Công việc vốn đang ở trong tình thế bế tắc, nay có bước chuyển ngoặt bất ngờ, tìm ra hướng đi mới, khơi thông cục diện. Quý khán giả thân mến, và ngay sau đây sẽ là tử vi chi tiết từng tuần của tuổi Đinh Dậu sinh 1957 trong tháng 9 âm lịch 2024. Xem tử vi tuần 1 trong tháng 9 âm lịch 2024 của tuổi Đinh Dậu sinh 1957. Tuần này, nhờ có sự giúp đỡ của tam hợp, sự nghiệp của tuổi Đinh Dậu phát triển thuận lợi, bản mệnh sẽ nhanh chóng hoàn thành xuất sắc mục tiêu mà mình đã đặt ra, thậm chí trở thành tấm gương đáng ngưỡng mộ. Đây còn là một tuần thích hợp để người làm ăn kinh doanh đưa ra những quyết định đầu tư. Bạn sẽ có nhiều cơ hội hợp tác với các đối tác, bạn hàng đáng tin cậy, lợi nhuận sẽ đổ vào túi bạn nhanh chóng nhờ các mối quan hệ xã giao rộng rãi ấy. Tuy nhiên trong tuần này, thổ khắc thủy cho thấy chuyện tình cảm trong gia đình bạn đang có dấu hiệu rạn nứt. Đừng lấy lý do là mình đã quá vất vả để bỏ lỡ việc chăm sóc gia đình. Dù bận rộn đến mấy thì bản mệnh cũng hãy nên dành thời gian cho những người thân yêu,
bởi tình cảm mới là điều đáng quý nhất trên đời này. Xem tử vi tuần thứ 2 trong tháng 9 âm lịch 2024 của tuổi Đinh Dậu sinh 1957. Tuần này được cục diện tam hợp che chở, vận trình của người tuổi Đinh Dậu có nhiều khởi sắc đáng kể ở nhiều phương diện. Nhờ vậy tinh thần bản mệnh cũng thoải mái và phơi phới hơn hẳn. Hầu hết các hạng mục công việc đều được giải quyết ổn thỏa và gọn gàng, năng suất được đảm bảo. Thực thần xuất hiện trong tuần này còn giúp con giáp này gặp nhiều thuận lợi trong công việc. Bản mệnh có lộc trời ban, nhất là với những người làm trong lĩnh vực kinh doanh, buôn bán. Nhờ biết cách xây dựng được những mối quan hệ xã giao thân thiện, lợi cho việc làm ăn. Có điều, bạn cần giữ thái độ tỉnh táo, tránh nghe lời dụ dỗ mà đầu tư mù quáng. Về chuyện tình cảm trong tuần này, quả sinh thổ cũng giúp con giáp này duy trì được mối quan hệ tốt đẹp với nửa kia của mình. Vợ chồng bạn luôn quan tâm đến việc vun vén mối quan hệ bằng cách trò chuyện, trao đổi với nhau. Vì thế mà gia đình mình luôn đạt được sự hòa thuận và đồng lòng. Xem tử vi tuần thứ 3 trong tháng 9 âm lịch 2024 của tuổi Đinh Dậu sinh 1957. Tử vi tuần mới của 12 con giáp cho thấy, tuần này do tác động từ cục diện tương hại, người tuổi Đinh Dậu có một tuần không mấy thuận lợi. Con giáp này bỗng trở nên thiếu kiên nhẫn và dễ nổi nóng hơn hẳn thường ngày. Bạn sẵn sàng gay gắt với đồng nghiệp vì những vấn đề nhỏ nhặt, khắt khe với những người cùng hợp tác với mình khiến tiến độ công việc bị ảnh hưởng ít nhiều. Hung tinh này có thể còn khiến vận thế tài lộc của bản mệnh có phần giảm sút do tiểu nhân cạnh tranh, bắt bẻ, công việc kinh doanh buôn bán trong tuần này. Bạn nên cẩn trọng hơn trong những chuyện liên quan đến tiền bạc, tránh tính chuyện đầu tư trong thời điểm này. Tuần này thổ khí dượng, bạn cũng cần phải chú ý nhiều hơn đến sức khỏe, tránh tham công tiết việc dẫn đến tình trạng lao lực. Khi cơ thể có dấu hiệu mệt mỏi, bạn cần ngừng lại để nghỉ ngơi ngay. Xem tử vi tuần thứ 4 trong tháng 9 âm lịch 2024 của tuổi Đinh Dậu sinh 1957. Tuần này, với sự xuất hiện của thực thần, người tuổi Đinh Dậu có điềm báo rất dưỡng tài, vận khí tốt lành. Bạn đi đâu cũng được mọi người giúp đỡ, công việc trôi chảy, tiền tài cũng theo đó mà tới. Chuyện kinh doanh, buôn bán đang trên đà phát triển, bản mệnh lại làm ăn có uy tín, chân thật nên được lòng rất nhiều đối tác làm ăn. Công việc của bản mệnh trong tuần này không có điều gì đáng lo ngại. Khi mọi kế hoạch đều tiến triển tốt đẹp, bạn làm việc hăng say và nghiêm túc cống hiến hết mình nên sẽ nhận lại những gì xứng đáng với nỗ lực của bản thân. Về chuyện tình cảm trong tuần, ngũ hành quả sinh thổ, mối quan hệ trong gia đình của bản mệnh khá hài hòa. Dù có khúc mắc cũng nhanh chóng được tháo gỡ, tạo cơ hội để đôi bên xích lại gần nhau hơn. Người độc thân vẫn rất lạc quan và tích cực trong việc tìm kiếm một nửa phù hợp. Quý khán giả thân mến, lắng nghe lời Phật dạy, nghe Phật nói về năm kiểu người càng lớn tuổi càng may mắn, đức năng thắng số. Theo lời Phật dạy, trong cuộc sống con người không chỉ chịu tác động bởi nghiệp lực từ kiếp trước, mà còn do đức hạnh và cách sống hiện tại của mỗi người. Những người sống có đức, biết tu dưỡng bản thân thì dù tuổi tác càng cao nhưng phúc đức cũng càng lớn, cuộc đời càng thêm nhiều may mắn. Dưới đây là năm kiểu người càng lớn tuổi càng gặp nhiều may mắn, theo tinh thần đức năng thắng số mà Phật dạy. Một là người sống lương thiện, nhân ái. Phật dạy rằng, người có tấm lòng nhân ái luôn biết giúp đỡ người khác, làm việc thiện, là người tích phúc đức cho bản thân và con cháu. Khi sống với lòng từ bi không mong cầu vật chất, thì dù ở tuổi nào, họ cũng luôn nhận được sự kính trọng, yêu quý từ mọi người xung quanh. Cuộc sống của người lương thiện có thể không giàu có về vật chất, nhưng tinh thần luôn an vui, thảnh thơi và khi lớn tuổi, phúc lộc sẽ tự đến như Phật từng nói, gieo nhân nào gặt quả ấy, sự thiện lương của họ sẽ nhận lại được may mắn và bình an trong cuộc sống. Hai là người biết buông bỏ, sống an nhiên. Phật dạy rằng, cuộc đời đầy rẫy khổ đau và phiền não, nhưng nếu con người biết buông bỏ những tham, sân, si, biết sống an nhiên, tự tại, họ sẽ cảm nhận được sự nhẹ nhàng trong tâm hồn. Người biết buông bỏ, không chấp nhặt, không bị ràng buộc bởi những dục vọng, lợi danh, sẽ nhận được sự thanh thản và hạnh phúc thực sự. Càng lớn tuổi, sự tu tập buông xả càng sâu sắc, may mắn và bình yên sẽ luôn theo chân họ. Ba là người biết tri ân và biết ơn. Người sống biết ơn những điều mình nhận được trong cuộc đời, luôn nhớ ơn công lao của cha mẹ, tổ tiên, thầy cô và những người đã giúp đỡ mình,
sẽ nhận được sự giúp đỡ và phù trợ từ vũ trụ. Phật dạy rằng, lòng biết ơn là nền tảng của sự may mắn và hạnh phúc. Người biết tri ân sẽ không bao giờ phải lo lắng về tương lai, bởi đức năng sẽ luôn thắng số mệnh, giúp họ sống bình an khỏe mạnh, phúc lộc ngày càng dồi dào. 4 là người biết tu tập, tích phúc, hành thiện. Phật từng nói, tu tập không phải là con đường nhanh chóng, nhưng là con đường vững chắc nhất để có được sự may mắn và thành công trong cuộc sống. Người càng lớn tuổi càng chăm lo tu tập, không chỉ tu thân mà còn tu tâm, hành thiện tích đức. Những việc làm tốt của họ sẽ được ghi nhận bởi Tam Bảo, giúp họ vượt qua mọi khó khăn trong cuộc sống. Đến khi về già, người này không chỉ nhận được sự kính trọng của con cháu, mà còn có cuộc sống an nhàn, hưởng thọ dài lâu. 5 là người sống giản dị, biết đủ là hạnh phúc. Phật dạy rằng, hạnh phúc không đến từ việc sở hữu nhiều mà từ việc biết đủ. Người sống giản dị, không tham lam vật chất, không mưu cầu những thứ vượt quá khả năng của mình, sẽ luôn cảm thấy hạnh phúc và mãn nguyện. Người sống biết đủ sẽ luôn có tâm hồn an lạc, không bị ràng buộc bởi của cải, danh lợi. Khi về già, họ sẽ được trời đất phù trợ, may mắn luôn mỉm cười với họ, con cháu hiếu thảo, gia đạo bình an. Theo Phật Pháp, đức năng thắng số nghĩa là nếu con người sống có đức hạnh, biết tu dưỡng thân tâm thì họ sẽ vượt qua mọi thử thách và nghịch cảnh của cuộc đời. Khi lớn tuổi, những người sống theo các nguyên tắc đạo đức của Phật dạy sẽ không chỉ gặp nhiều may mắn, mà còn có được hạnh phúc và bình an thật sự, không gì có thể lay chuyển được. Trên đây là tử vi của tuổi Đinh Dậu sinh 1957 trong tháng 9 âm lịch 2024. Hy vọng với những thông tin trên sẽ giúp ích cho quý khán giả. Cảm ơn quý khán giả đã xem hết video. Nếu thấy video hữu ích, quý khán giả đừng quên like, chia sẻ và ấn nút đăng ký kênh để cập nhật những video mới nhất từ chương trình. Chúc quý khán giả có một tháng mới luôn vui vẻ, hạnh phúc, bình an và gặp nhiều may mắn. Hẹn gặp lại quý khán giả ở những chương trình tiếp theo.